trước, tập tháng sau, thì chắc coi là cái vòng mắt nó đi bao nhiêu tháng sau nè. Thì lúc mọi người check á, mọi người nhớ một cái là mọi người check là check đường đập chứ không có check đường may, hiểu không? Nên hoặc là kỹ là ngồi vẽ lại cái đường một phân này xong rồi đo. Còn nếu mà quen làm rồi thì để giống cô này, đến lúc nào nó không khớp á, ví dụ đây là chỗ này nó hết sắp rập rồi đúng không, thì mình phải giữ ngay chỗ một phân này xong mình xoay đi chứ đừng giữ mép ngoài, hiểu không? Giữ mép ngoài là sẽ thiếu đó. Rồi này tới đây là coi như là thân đằng sau đúng không, thân sau nhảy hai phân, vòng lắc nhảy hai phân. Đấy, chỗ này đến đây thì đó mình giữ ngay cái chỗ một phân này nè đó, để mình đi trên để mình khớp cho sao cho nó vô rồi. Đây cũng sẽ tầm đó hai phân rồi, đây cũng hai phân. Có cái nào được bao nhiêu không gì? Nghĩa là lúc trước sau có nào nếu mà không? Lệch nhau nhiều quá thì nghĩa là mình đang làm một cái gì đó không hợp lý. Mình kiếm cách mình cho nó cân lại. Thì đó, tại giống cô nói cái cách nhảy, cái phương thức nhảy trước sau nó giống nhau á, thì nó sẽ tương ứng thôi. Giống như là đằng trước mà đường này nhảy ra 0.75 thì đằng sau cũng nhảy, cách nhảy giống vậy. Rồi, nếu mà nó lật nhiều quá là do mình có vấn đề. Thí dụ như đập đây tách một phân rồi đúng không, mình đo lật nhau tới hai phân. Tại cách nhảy khác nhau á, cô chỉ cho mọi người là cô đang chỉ kỹ hơn cái đập ở nhà của cô nhảy á. À, rồi đoạn này phải tách ra tới hai phân đúng không? Thì bây giờ đây ra một, đây ra một, đáy nắp trên lý thuyết là phải ra 0.75, xuống 0.75, xuống 0.75. Nhưng mà vai là ra một nữa đúng không? Đoạn trên này vai là ra một. Thì nếu này ra một, cái này xuống 0.75. Thì thôi cái này đi 1.25 luôn đi cho đủ, chắc đủ hai phân. Ủa đâu? Nó còn một phân ở đây. À không, đầy đủ rồi, tách một phân là đúng rồi đó. Tại vì đáy nắp đây còn ra một phân nữa. Tắt cái một phần này ha. Tại vì nó chỉ không có thêm số đo ở đây mà nó còn thêm số đo lúc mà mình kéo dài cái rộng tay đây nữa. Nên hai cái đuôi này là mỗi cái mình được ra một phần rồi. Nên cái đoạn trên đây mình chỉ còn một phần nữa là đúng rồi. Rồi vậy là chụp dọc nè. Sao lại rộng? Rồi cắt đi một phân. Chụp dọc là vẫn giữ nè. Đường này nó gãy ở đây, không còn mình lượn lại. Mình không xuống nữa, lại mình lấy ở đây rồi. Cái là vòng nắp nó phải tăng hai phân đúng không? Rồi mình khớp lại gặp coi, check coi là nó tăng đủ hai phân chưa? Làm
đây là đủ hai phân rồi. Nếu mà chưa đủ thì hết thêm, thì hạ đáy nắp thêm chút xíu cũng được. Thì một phân rưỡi với phần hai, 1.75. Thì nếu mà mọi người muốn, nếu mà cảm ở đây nó tăng chưa đủ hai phân á, thì khoét đáy nắp thêm chút xíu ha. Giống cô nói cái đáy nắp á mình thay đổi á, là để cho lúc nào là cái nó cũng khớp nhau á. Giờ coi như là ở đây cô bị thiếu 0.25 đi, nói chung là cũng không đáng kể. Nhưng mà cứ cho như là đúng ra phải hai phân mà thiếu 0.25 thì khoét đáy nắp xuống 0.25. Thường là bên này có khoét thì bên kia cũng có khoét đúng không? Mà thường là nó sẽ đi bằng nhau. Ngày bên này cũng được có 1 chấm mấy, 1.75 nữa không? Ở đây là được 1.75 thì ok, khoét đáy nắp xuống chút xíu thì nó sẽ rộng ra. Đó thì cái điều chỉnh đáy nắp mà giống cô nói mọi người á, là đáy nắp thường thay đổi là từ trong khoảng 0.5 đến 1 đúng không? Đúng là 0.521 bắt đầu quyết định là do cái đường này của mình có khớp được hay không. Thì mình điều chỉnh đáy nắp cho nó khớp. Xong, dễ không? Dễ mà, làm có 15 phút rồi.